các bạn sẽ nói là tại sao bữa nay mặt Thảo lại đẹp hơn là cái video quay trong nhà. Dễ hiểu thôi, tại vì Thảo đang quay bằng app. Oh, hello. Hello. Thì các bạn thân mến, như đã hứa. Dạ Trân à. Ồ dạ, thôi nói lại. Hôm bữa ở cái clip trước Thảo có nói là Thảo sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà chồng cần với lại Chồng cần chứ không phải cần xa. Cần ở đây là celery. Cần để bỏ vô hủ tiếu đông vàng ăn á, mấy cái đó đó. Bữa nay thì Thảo làm thêm không chỉ là cần không, thì cần không để clip quá ngắn đi, mà sẽ trồng cần nè, trồng cải nè, trồng rau thơm nè, trồng rau răm nè, trồng xà lách nè, từ những cái mà mình mua ngoài chợ và mình ăn xong rồi mình dục vô thùng rác á, thì bây giờ mình đừng dục, mình giữ lại và mình sẽ có một vườn rau xà đông. Ủa đâu có đâu, đây không có đâu. Ok, vậy bây giờ mời các bạn vô nhà với Thảo đi, Thảo cùng chia sẻ với các bạn cách làm nha. Thôi, bố cắt giùm con mấy cọng rau thơm đi, để con vô, con chia sẻ với bạn bè cách trồng rau thơm làm sao. Với lại mấy cọng rau răm nữa bố hả? Cắt ngay cái mắt hả? Đây nè, đó thì lên đây nhưng mà nó cần nó có cái đốt này nè. À, đó. Ok, rồi, cái này già lắm rồi phải không? Cái này cắt đi thôi. Rồi. Ủa cái này mình có cần cắm xuống không hay là mình phải ngâm nước mấy ngày? Không, mình cắm cũng được. Phải cho ra rễ chứ hả? Mình muốn ngâm thì ngâm. À. Ngâm ra rễ thì ra. Ok, rồi giờ vô làm ha. Ồ, rau răm bố ấy xong rồi hả? Ừ. Ok, thank you bố. Rồi cái này hả? Nó già dữ ha, quá già luôn. Hello các bạn thân mến. Như đã hứa thì hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với lại các bạn cách trồng cần. Cần từ cái celery, không biết Việt Nam chắc là cần tây á. Mình mua ở chợ về á. Đó, cái này Thảo ăn mấy bữa rồi. Cách trồng cần. Rồi hôm nay thêm một cách nữa, đó là cách trồng cải. Đây, trồng cải là cải này, cải thìa phải không mẹ? Cải thìa. Ừ, cách trồng cải thìa. Từ cái cải mà mình mua ở ngoài chợ về. Thì với lại thêm một cái nữa là trồng rau răm, từ cái rau răm mình mua ở ngoài chợ về, và rau thơm từ cái mình mua ở ngoài chợ về luôn. Nhưng mà cái này là bố mới hái trong vườn cho Thảo, là cái này nhà Thảo trồng từ mùa xuân tới bây giờ là cũng 6-7 tháng rồi đó, bây giờ nó già lắm rồi. Thảo sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng cái này từ những cái mình mua ở chợ về. Đầu tiên sẽ là cần trước nha. Nè, Thảo mua về rồi tách ra, cái này nó hơi hé một chút, là bữa giờ ăn ngoài không ăn nhà. Mình có thể tách ra cũng được, nhưng mà bình thường á thì nó hay làm vậy nè, cắt nguyên cái này luôn, xong rồi mình còn một cái củ giống vậy ha, rồi mình ngâm nước. Bây giờ mình sẽ ngâm nước. Đây là nước của Thảo mới hứng xong để ngâm cái này vô. Thì thường á Thảo sẽ ngâm cái này ở trong nhà khoảng 2 đến 3 ngày. Mọi người ai cũng nói là ngâm đi, nhưng mà nếu mà Thảo không có xin, nó không có ngâm á, thì Thảo đem ra ngoài Thảo cắm vô cái đất á, nó cũng lên luôn, chứ không cần thiết phải ngâm. Cải á cũng chỉ cần cắt ra, mình ăn cái gì mình cắt ra, mình để lại cái cùi đó, xong mình ngâm nước. Mình ngâm chừng cũng 2-3 ngày như Thảo nói đó. Ủa cái này hơi nhỏ rồi, bây giờ làm sao đây? Chen chút đi con. Ngâm 2-3 ngày cho nó lên. Hoặc nếu không á thì Thảo không ngâm, Thảo đem ra Thảo trồng luôn thì nó cũng lên như thường. Cái này để đỡ nha, tại cái này hơi nhỏ, mất công tìm cái mới nữa. Cách trồng cần và trồng cải đơn giản nhất trên thế gian. Sẽ có thêm trồng salad nữa. Bây giờ mình lột bức salad ra nha. Cách trồng salad á cũng rất là đơn giản luôn. Mình ăn cái mình tách hết cái salad này ra, mình tách hết ra luôn vậy đó, mình chừa chút xíu ở trong thôi, gọi là thôi. Xong rồi mình cũng ngâm nước, bỏ vô đây ngâm chút thôi, ngâm nước để 3 ngày đem ra trồng. Hoặc là nếu không á, các bạn lười giống như Thảo á, đem ra trồng luôn cũng lên như thường.
Còn những cái rau như là rau răm nè, rau răm hay là rau thơm á, mình mua về mình ăn á, thì ví dụ như rau thơm đi, mình sẽ lặt hết cái lá già nha. Cái này là Thảo trồng, bố mẹ trồng lâu rồi, cũng mấy năm rồi đó. Cứ đến mùa đông nó chết, xong rồi tới mùa hè nó lên lại, bứt hết mấy cái lá già đi. Nhưng mà mấy cái lá con này nè, mình để lại, miễn sao mà mình cắt ngay cái mắt giống như bố nói hồi nãy á là được đó. Ngày này nó có cái mắt nè, mấy cái lá non nhỏ xíu xíu nè, đó, nhỏ xíu xíu luôn á. Đó, này làm hai cái nha. Rau răm cũng vậy nữa. Rau răm bố cắt ngắn quá vậy bố. Nè rau răm nè, bớt cái lá ra ăn. Xong rồi á, còn mấy cái lá non á, cắm vô nước. Như rau thơm với rau răm á, là Thảo khuyên các bạn á, là các bạn nên để trong nước khoảng một tuần lễ cái đã. Một tuần lễ hoặc nhiều hơn, để mà nó ra rễ một tí xíu, rồi sau đó đó mình mới đem ra mình trồng. Chứ nếu mà mình trồng liền giống như mấy cái loại Thảo nói hồi nãy á, thì nó sẽ không có lên mà nhiều khi nó bị chết nữa. Nào, bây giờ Thảo bỏ nước vô đây nha. Các bạn thấy không? Đó, bỏ chút xíu nước thôi, rồi mình để khoảng một tuần lễ hoặc là hơn tuần, hoặc là 15 ngày gì đó, gần hai tuần gì đó. Xong rồi mình để lên như vậy á, để cho rễ nó lên, rồi mình xuống mình cắm xuống đất. Nè, cái cải này Thảo làm mẫu cho các bạn á, bữa nay là cái này chắc chưa được nồi canh đâu, cho nên bây giờ Thảo sẽ ra Thảo cắt thêm cái cải Thảo trồng ở ngoài nữa cho các bạn coi nha. Bây giờ Thảo với bố sẽ đi ra vườn, bố sẽ trồng. Đó, đây là cái cải mà bữa trước Thảo cắm xuống đó. Đó, bây giờ cái này thì ghê lắm, tại vì ốc sên nó ăn hết trơn à, mà mình mua thuốc trừ sâu á thì ăn độc, với lại thôi kệ cho nó ăn cũng được, còn nhiêu lại mình ăn thì cũng đâu có sao. Bố đang làm gì vậy? Bắt mới sên nè. Ốc sên hả, đâu rồi? Nè. Ghê. Ghê. Trời ơi. Hèn chi. Rồi cải lủng hết trơn. Hôm nay thì nó còn đây chứ. Bình thường ăn buổi tối không à. Ừ, đây để con đưa đây. Nhiều ghê á. Đó. Rồi, không mà đừng có giết nó, tội nghiệp, bố dục nó ra đằng kia đi. Đó, bây giờ cái rổ cải này là hồi nãy Thảo mới cắt nè. Còn cái cải này là mình trồng mà bự hơn cải người ta bán nữa bố hả? Ừ. Dễ sợ không? Đó, cái này mình cũng cắt, mình ăn xong mà mình thu hoạch xong rồi mình cũng để lại cái cùi. Y chang như là cái cùi cải này nè. Đó, y chang như cùi cải này. Đó, mình để ra là vài bữa nó lên tiếp. Còn nếu mà các bạn không có ăn kịp á thì nó sẽ già. Nó sẽ già xong rồi hả? Trời ngon dễ sợ chưa? Nó sẽ già xong rồi mấy bạn lấy hộp để cho năm sau bố hả? Ừ. Các bạn có tin được không? Cái này là celery á, mà Thảo trồng từ cái củ này á, mà nó lên như vậy nè. Đó, xanh tươi, thơm phức luôn mà cứng ngắc luôn. Ăn không kịp luôn. Một ngày nấu rất là nhiều món với cần á, ngày nào cũng ăn cần, mà người ta nói ăn cần tốt lắm, tại ăn cần giảm huyết áp nữa. Rồi cholesterol là tùm lum la hết trơn á. Các bạn cứ trồng như Thảo đi, bảo đảm là các bạn sẽ có được một cái cỡ. Ủa trời ơi, bố cắt lẹ dễ sợ, con mới quay qua quay lại bố cắt rồi. À, Thảo trồng thì Thảo dùng cái phân bón với lại đất này nè, potting mix. Cái này hình như ở Mỹ ai cũng dùng cái loại này tốt, với lại Thảo cho cái này vô nữa nè. Đó, cái loại này bố sẽ trộn đều tụi nó lên, trộn đất cũ không, đất tự nhiên và đất nhân tạo. Rồi bố sẽ đổ vài hộp lên. Đó, bố trộn đều. Cái này nó ghi là hả, cho thức ăn cho cây đến 6 tháng lận á. Đó, bố trồng cải. Bố đào khoảng bao nhiêu phân vậy? Thì đào cho nó vừa hết cái gốc của nó đó. À, đó là bỏ vô. À, cái này nó sẽ nhau lên. Đây là cái cải Thảo trồng từ cái cùi cải. Giỏi ghê không? Ồ, ngưỡng mộ Thảo quá Thảo ơi. Đã thiệt á. Trời ơi, nó la giống như là ai ức hiếp đó. Dễ sợ. Đó. Ủa, bố chồng mà xà lách với lại cần chung với nhau hả? Bố nó có chen chút không? Xong rồi mùa đông mình đem vô nhà bố hả? Để có cần ăn với lại có cải ăn. Dễ sợ không? Ủa, này vừa cải vừa cần với vừa xà lách luôn. Ba cái luôn. Lần thứ hai là mùa hè, có thời gian thì sao? Lần thứ hai là mùa hè, có thời gian thì sao? Lần thứ hai là mùa hè, có thời gian thì sao? Lần thứ hai là mùa hè, có thời gian thì sao?
cây cần mới trồng bữa nè, tuần lễ nè lên nè. Salad cũng vậy nè, ghê chưa? Cải lên là bao la luôn, mấy tuần á. Quá dữ dội. Còn đây là kết quả của 3 tuần. Sở dĩ 3 tuần á, tại vì mấy nay á trời nó lạnh quá. Cho nên nó cao được có chút ít à. Đó, mấy cái này cũng vậy nè, bị ốc sên ăn nữa rồi. Lẹ ghê ta. Bữa Thảo bứt mấy cái lá ra, Thảo ngâm này vô nước nè, mà mới có mấy ngày, chắc như 1 tuần hết ta, khoảng 1 tuần đó. Đó là nó ra rễ lại rồi nè. Đó, nó ra từ mấy cái mắt này nè. Xong rồi cái rau thơm này cũng vậy nữa, nó cũng ra rễ rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần đem ra mình trồng thôi, mình trồng chừng tới đây nè. Đó, khoảng chừng 2 lóng tay đó, cắm xuống. Trồng trong nhà cũng được, miễn sao có nắng là được rồi. Đó, mỗi ngày tưới một lần sực sực phun phun thôi cũng được. Là nó ra chỗ nó thơm phức luôn á ông ơi, quá thơm luôn nè. Rồi bây giờ Thảo sẽ đem ra và nhờ bố trồng rau răm và rau thơm vô chậu nhỏ. Bố trồng giùm con nha. Xịt nước chưa hả? Rau mình bị xịt nước cho nó đều. Nhiều quá. Trào ra ngoài trơn rồi kìa. nó còn đất ở dưới đó. Đó ở dưới đâu là thấm nước đâu. Khoảng chừng 2 lóng tay hả? Đúng rồi, cho sâu luôn, cho nó tắt cái chân. Thành méo xẹo kìa. Méo xẹo kìa. Cái thằng này bắt bên này. Này có rễ rồi không? Rễ rễ rồi. Lẹ ghê luôn á. Bữa trước con nói là 2 tuần, bữa này mới có chưa tới 7 ngày nữa. Còn này. Này á. Nè rau răm cũng có rễ kìa. Rau răm có rễ này. Quá rễ luôn. Đó. Nhưng mà mai mốt nó lớn rồi phải cho nó ra ngoài. Nhưng mà mùa đông mà. Ừ, mùa đông thì nó mùa đông thì rau răm này nó vẫn sống ở ngoài được. Dạ, còn sóc kìa, bụi sứ bị ăn trộm đồ ăn mà dục tiêu. Con sóc đi qua đi lại chắc là nó canh để nó lấy trái cà chua đó. Chắc vậy. Đây là sản phẩm mà bố chồng hôm nọ. À, gì đó rau răm nè lên này nè, thấy chưa, cái này cũng vậy đó. Cái này lên lá quá trời luôn. Ám ta lát coi lại coi. Đây là cái cây mà bố trồng cách đây 2-3 bữa, hình như 3 bữa trước thì phải nè. Đó salad nè, cải nè, bữa trước cắt thì nó lên lá liền á. Cần thấy không, nó lên lá liền luôn á, mấy bữa là nó lên liền luôn, rất là nhanh. Còn bữa trước bố cắt cải vô ăn, bố cắt xác quá đi. Đây nè, đây nè, cắt xác quá. Bố khi mà cắt cải vô ăn đừng có cắt xác quá, cắt hơi hơi thôi, như bố nè, bố cắt xác quá như nó thúi luôn cái thằng này rồi. Nè mấy cái mà cắt hơi hơi để còn cái này nè. Mấy bạn cứ ăn cái lá xong á, để cái này cắt cái này lại là nó sẽ lên lại liền không? 2-3 ngày nó lên liền. Đây, đây là salad bữa trước trồng nè. 3 bữa trước rồi phải không? Cần nữa đó, lên liền thấy không? Bố có nói bố không tin thấy chưa? Nó thúi luôn cái cuốn này kìa. Nè, nè thúi rồi. Ừ. À, hôm qua Thảo quên có một cái nữa Thảo muốn chia sẻ với các bạn là mẹ Thảo trồng xương rồng. Rất là hay, không có cần tốn kém gì hết trơn. Các bạn coi mẹ Thảo trồng nha. Nói mẹ chia sẻ với các bạn làm sao mẹ trồng được cái cây xương rồng đẹp như vậy nè. Đó, bữa trước mẹ nói Thảo cũng không có tin. Nhưng mà giờ thì Thảo tin rồi. Nè mẹ đi dọc đi bộ dọc đường rồi mẹ thấy nó. Ủa khoan mẹ sao mẹ đeo hai cái bao tay khác màu nha nhỉ? Mẹ thích. Bây giờ thấy có cái logo mà chơi mà hành động nó có vậy cái mẹ thích. Trời ơi. Ơi. Cái gì vậy? Giỏi kinh bước ở tay nhả đồ luôn nha. Cây xương rồng này á là mụ bông đi bộ rồi mụ bông thấy nó mọc lan ngoài lề đường đó. À cái là bẻ, nhìn trước nhìn sau không có ai mới dám bẻ. Bẻ xong cái đem về thấy nó dễ thương quá mới găm lên cái chậu. Mà bẻ là bẻ cái nào? Bẻ có mấy nhánh thôi. À, vài ba nhánh thôi mà không bẻ rễ đâu, ngang đây nè.
À có nghĩa là bẻ ngay đây luôn hả? Ừ, xương rồng luôn hả? Xương rồng nó sống mạ vật lắm. Có cần ngay cái mắt gì không hay là? No. Chỉ vậy thôi. Vậy đó, thân nó láng mà lùi vậy đó. Bông nó màu gì? Bông nó màu hồng đẹp lắm. Bông nó màu hồng đẹp lắm. Rồi, nghe kêu mẹ. Tưới nè. Một ngày tưới mấy lần? Thì chiều mát tưới hoặc là sáng sớm tưới. Mẹ tưới không? Tuy là tưới không? Ồ, cái này là mẹ tưới nè, tuy là nắng nó cũng sống, nó sống trên sa mạc luôn. Nhưng mà cũng cần phải có nước. Đây là cây basil. Cây quế của Thái, không phải của Mỹ, thơm lắm. Đây. Dữ không anh? Bố mới cắt được quá trời hành luôn nè, cột lại. Nè anh coi nè, ôm nè, đóng luôn nè, ghê chưa? Ghê không? Còn bó của bố nữa. Ủa cái bay đang bay gì anh? Những cái loại rất là tiện dụng cho gia đình, khỏi cần phải đi chợ mua, ngày nào muốn ra hái có ăn thì ăn quanh năm suốt tháng một cách rất là dễ và đơn giản. Cảm ơn các bạn, bye bye. Ăn cơm chợ năm tô cơm. Leo Coco Rocky nhỏ này ăn đi. Loki ăn đi con. Tới giờ ăn là cái nào cũng là như thế nào. First meal cơm mẹ nấu à. Cái này là Thảo làm cà hái ngoài vườn, cá thu sốt cà. Ủa phải cá thu cái gì mẹ? Thịt luộc cá vừa hả? Còn đây là bánh gì mẹ làm? À, bánh cây sandwich. Còn cái này thịt bò xào. Thịt bò xào lăng. Còn cái này? Cái này gỏi bắp chuối. Ồ, canh cải mới hái ngoài vườn lúc nãy. Rau mới hái ngoài vườn lúc nãy luôn. Dễ sợ. Ô, dưa leo cũng vậy nè, dưa leo mới hái ngoài vườn luôn. Ghê. Một bữa cơm trong nhà không à.